là mua để nấu. Mà Bắc trong nhà Phạm là từ từ Bắc Như Lai, là Bắc Như Lai là từ Bắc ngoài Bắc Như Vô đấy. Chứ cũng nói rõ là huyền mô tình mô à? Thanh Hóa không biết Thanh Hóa hay Nghệ An đâu. Mà chắc là Thanh Hóa đấy. Đi đi làm lâu chưa? Đi nấu chứ là cũng được nhiều, làm nhiều được là tan nát được diện tích rồi là làm lại. Thank you.